Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên, phần mềm phi lợi nhuận. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển viên chức y tế, ôn tập các môn ở vòng 1 kiến thức chung tiếng Anh và tin học, các bạn ôn tập các môn ở vòng 2 môn chuyên môn nghiệp vụ. À, các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau Khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu luật số 21 của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 30 tháng 8 năm 1989 về bảo vệ sức khỏe nhân dân thì các tài liệu khác hoàn toàn tương tự các bạn vào Google, các bạn tải cái file luật số 21 này. À, sau đó các bạn lưu vào máy tính của các bạn. À, sau các bạn mở cái file này lên. À, các bạn lưu vào máy tính, các bạn lưu dưới dạng file út. Ấy. Đó, sau đó các bạn mở cái file này lên. Đây là luật số 21. À, Hà Nội 30 tháng 6 năm 1989. Về luật của Quốc hội ở số 21 ngày 30 tháng 9 tháng 6 năm 1989 về bảo vệ sức khỏe nhân dân thì cái tài liệu này nó rất là đặc sắc của nó rất là sâu sắc đã có từ năm 1989 mà đầy đủ rất như đầy đủ các nội dung à, như vậy các bạn lưu sang cái file văn bản rồi các bạn mở cái file này lên nó chia lớp mất màn hình rồi thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào nút điều kiện cửa sổ nhấn nút trái Nốt dấu trừ, nhấn nút trái thì nó thu nhỏ. Các bạn lại chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ dưới đáy màn hình, nhấn nút trái nó để mở lên. Đối với Windows, nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. Chúng ta mở nhiều cửa sổ cùng một lúc để chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm, vừa đọc tài liệu. Sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn. Sau đó các bạn gõ vào cái địa chỉ là http://hìnhthứtchắcnghiệm.vn cái giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo để báo cho trình duyệt trên máy tính của các bạn biết là chúng ta sử dụng cái giao thức này. Nó có hai giao thức mà, giao thức https và giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo. Phần mềm của thầy à, sử dụng giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo. Sau đó các bạn soát tên đúng rồi, tên giao thức đúng rồi thì các bạn ấn enter. Thì nó xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn trên màn hình mới đúng nếu không xuất hiện đúng giao diện này thì các bạn đã gõ nhập sai tên phần mềm hoặc sai giao thức các bạn sẽ làm lại nếu làm lại mà đúng rồi mà không được thì trình duyệt trên máy tính của các bạn nó nhớ sai cái địa chỉ rồi thì các bạn phải xử lý như sau các bạn xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính các bạn sau đó các bạn sắt đau in đâu các bạn tắt nguồn điện máy tính các bạn thao tác lại và xin lưu ý với các bạn Máy tính kết nối nội bộ cơ quan thì không đăng nhập được Vì vậy các bạn phải đăng nhập trên máy tính cá nhân của các bạn à, Vì sao lại không đăng nhập trên máy tính kết nối nội bộ được Vì máy tính kết nối nội bộ thường không cho phép à, Nhân viên đăng nhập các phần mềm khác à, Các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới Để các bạn thấy mục số 6 vòng 2 Các bạn ôn tập và vấn đáp phỏng vấn trách nghiệm à, Dự tuyển viên chức y tế thì các bạn chọn mục số 6 Các bạn học à, kiến thức chung phần trắc nghiệm, kiến thức chung ôn tập dự tuyển viên chức y tế. Thì các bạn để con trỏ tại mục số 7 các bạn nhấn nút trái, sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu. Khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật, vì sao lại bí mật? Vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó xung đột với các bạn. Các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi, các bạn học để có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Như vậy chúng ta ngoài cái tài liệu các bạn cần ra thì các bạn sẽ chọn các tài liệu khác À, để các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi nếu các bạn um, còn thời gian à, như vậy các bạn chọn học là lần lượt từng tài liệu thí dụ các bạn học văn bản hợp nhất số 26 luật viên chức 2010 à, và sửa đổi 2019 các bạn học xong rồi các bạn lại di chuyển con trỏ đi tìm cái tài liệu khác thí dụ như các bạn học nghị định 115 rồi nghị định uh, 85 sửa đổi cái nghị định 115 À, thì đó hai cái nghị định đó sẽ có một cái văn bản hợp nhất rồi các bạn học à, nghị định 112 xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức và cái nghị định 71 sửa cái nghị định 112 đó các bạn cứ học lần lượt từng tài liệu như vậy à, các bạn di chuyển từ trên xuống dưới để các bạn tìm cái tài liệu các bạn cần à, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái tài liệu các bạn học câu hỏi trách nhiệm cho luật 21 à, Ban hành năm 1989 về bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các bạn nhấn nút trái một lần. Sau đó xuất hiện bắt đầu làm bài. Các bạn nhấn nút trái. Xuất hiện chữ Start là các bạn nhấn vào Start. Sau đó các bạn nhìn sang tay trái màn hình. Các bạn nhìn thấy có chữ Finish. Các bạn nhấn vào Finish. Coi như mình đã hoàn thành. Học lần đầu chúng ta chưa cần làm bài. Rồi chúng ta di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy nộp bài kết thúc. Xác nhận một lần nữa đến nộp bài kết thúc cái phương pháp học là các bạn phải hiểu nội dung à, rồi à, có năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn là các bạn giải quyết được. Để kinh nghiệm dạy đại học thấy à, các bạn sinh viên học theo phương pháp hiểu nội dung, các bạn qua môn rất tốt, rồi các bạn ra trường làm việc rất tốt. Các bạn học ngành y là các bạn có một kiến thức nền rất vững ở phổ thông, à, các bạn tư duy rất tốt, các bạn học rất giỏi. Vào đại học các bạn cũng là những sinh, vi, sinh viên học rất giỏi. Có năng lực tư duy rất tốt, Đã, thầy đánh giá rất cao đối với các bạn sinh viên ngành nghi. Các bạn có thể áp dụng cái cái vốn tư duy của mình để giải quyết các câu hỏi về các cái tài liệu các bạn ôn tập ở kiến thức chung. Thầy tin chắc rằng là rất dễ dàng. Nhưng mà các bạn cũng phải luyện trên phần mềm, rồi các bạn phải học cái phương pháp nữa. Thí dụ như các bạn đọc một câu hỏi đây này, rồi nội dung phương án rất dài, như vậy các bạn phải luyện ở nhà, Thì khi đó là kỳ thi chính thức diễn ra một phút một câu thì các bạn mới 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 giải quyết nhanh được còn các bạn chưa gặp các loại câu mà có nội dung dài như thế này là các bạn lung túng ngay à thì sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn là các bạn phải xoay thật kỹ từng từ trong quá trình học ở nhà thì kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn liếc thật nhanh à, chỉ sai khác nhau một vài từ thì cái phương án đấy có thể là đúng phương án đấy có thể là sai rồi đó thí dụ như các bạn đọc này à theo cái luật thì cái giải thiết chung rồi, nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ sức khỏe. Bạn hãy chọn à, phương án sai, tức là chọn nội dung sai. Thì trong bốn phương án này sẽ có à, một phương án có nội dung sai, thì có ba phương án là có nội dung đúng. Đó. Thì các bạn thấy ở đây hướng dẫn các bạn cách một, căn cứ vào điều 2, các bạn tìm ra ba phương án là nguyên tắc chỉ đạo bảo vệ sức khỏe dùng phương pháp loại trừ các bạn suy ra phương án còn lại sẽ có nội dung sai. Cách thứ hai, căn cứ khoảng 1 điều 2 thì các bạn tìm ra được ngay một phương án có nội dung sai. Sai ở đây là gì? Đó. Thì như vậy có ba cái đúng thì sẽ có một cái sai. À, như vậy các bạn căn cứ điều 2 thì các bạn kích chuột vào file. Các bạn nạp dữ liệu bỏ các bạn đã rồi khi dữ liệu bỏ có có dữ liệu nó mới tư duy được. Thì căn cứ điều 2 các bạn đọc Nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ chức khỏe Thì đưa ra bốn nguyên tắc Đó Đưa ra bốn nguyên tắc Thì trong cái nguyên tắc số 1 Thì các bạn đọc Các bạn thấy của hội đồng bộ trưởng Là vì cái thời đó đang là hội đồng bộ trưởng Đó Các bạn đọc gần lại tiếp tục Nguyên tắc 2, nguyên tắc 3, nguyên tắc 4 Như vậy có bốn nguyên tắc Thì các bạn xoay sang đây Thì các bạn xoay vào phần mềm Các bạn đọc thật kỹ Đó thì các bạn sẽ thấy là cái uh, phương án B là có nội dung đúng như trong tài liệu, phương án A có nội dung đúng như trong tài liệu, tức là nó nguyên tắc đó, phương án C có nội dung đúng như uh, trong tài liệu, đó. tức là đúng như trong điều hai. Như vậy A, B, C đều là ba phương án uh, thuộc về nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ chức quyền. Suy ra phương án còn lại, phương án D là có nội dung à, sai với nguyên tắc chỉ đạo bảo vệ, sức khỏe. Sai ở đây, nó chỉ sai một cụm từ. thì nữa là à, trước kia các bạn thấy là à, thực à, các bạn đọc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục vệ sinh nhân dân, đó, vân vân à, và nước uống theo quy định của chính phủ. thì các bạn thấy là cái cụm từ này sai, để nó không phải à, của chính phủ. vì ở đây hướng dẫn các bạn là À, của chính phủ là à, à, Là không phải cái, cái thời đó Mà thời đó là của hội đồng bộ trưởng Đó Các bạn soi kỹ từng nội dung từng cụm từ Để các bạn tìm ra Đó Tương tự như vậy Các bạn sẽ đọc Cái nội dung ở trong cái dấu nháy này Thì cái nội dung này là thực hiện vệ sinh nào Đó Thì phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn à, Sẽ à, tìm ra được à, cái, cái phương án trả lời một cách nhanh nhất Đó thì hay là các bạn đọc nội dung này, nội dung từng câu hỏi rồi nội dung từng phương án ở đây nói là à, cái nội dung thực hiện à, trong giống nháy là cấm hút thuốc trong phòng họp ở dạp chiếu bóng dọc hát và những nơi quy định khác là thực hiện vệ sinh nào phương án A là vệ sinh công cộng hay là phòng bệnh và chống các bệnh nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn à, bệnh dịch phương án C là vệ sinh trong à, à, trong việc là à, quản ướp trôn hỏa táng di chuyển thi hài hải cốt hay là kiểm dịch thì căn cứ vào cái nội dung trong dấu nháy này các bạn tìm ra một cái cụm từ đặc trưng và nội dung trong phương án thì các bạn nhìn suy ra được ngay à, đối với loại câu này đối với các bạn học hành nghi suy được ngay đó là vệ sinh nơi công cộng đó các bạn thấy à, cứ như vậy là các bạn sẽ rèn các bạn sẽ kỹ năng À, tùy theo từng cái loại loại câu hỏi mà để các bạn giải quyết đó, giới thiệu với các bạn như vậy hay là các bạn sẽ tư duy rất tốt Thí dụ như các bạn lại quay lại cái có kiến thức rồi các bạn nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ sức khỏe chọn phương án đúng thế thì ở đây các bạn thấy là phải sẽ tìm ra được ba phương án có nội dung sai thì có một phương án có nội dung đúng đó các bạn cứ phải soi kỹ thí dụ căn cứ khoảng một điều hai các bạn tìm ra được một phương án có nội dung sai sai đây là cái của nhà nước mà đúng là của hội đồng bộ trưởng rồi căn cứ khoản 2 điều 2 các bạn tìm ra một phương án có nội dung sai ở đây là có từ bệnh viện đúng là nhà nghỉ đó thì các bạn thấy rồi căn cứ vào khoản 4 điều 2 các bạn tìm ra một nội dung sai nó thừa cái cụm từ hiện đại à, căn cứ khoản 3 điều 2 các bạn tìm ra một phương án có nội dung đúng thì câu này để rèn luyện cho các bạn soi từng từ một soi kỹ từng nội dung để các bạn tìm ra được cái cụm từ sai cái cụm từ thừa thiếu thì nó nó sẽ là phương án sai đó cái loại câu này là các bạn phải chú ý như vậy hay là loại câu các bạn nhận diện ra cơ quan nào thí dụ như cơ quan nào xây dựng chương trình giáo dục vệ sinh cho học sinh phổ thông mẫu giáo nhà trẻ tạo thói quen giữ gìn vệ sinh chung vệ sinh trong sinh hoạt và học tập thì căn cứ điều 6 thì các bạn thấy là cả bộ y tế này bộ giáo dục và bộ y tế này bộ giáo dục này bộ giáo dục và bộ khoa học này à, như vậy phương án đúng là phương án bộ giáo dục đó thì vì sao đúng vì căn cứ điều 6 thì các bạn mở file lên các bạn tìm đến điều 6 đó các bạn nạp dữ liệu lần sau là các bạn có kinh nghiệm để các bạn giải quyết câu hỏi kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn đọc là điều 6 là giáo dục vệ sinh thì khoản 2 là bộ giáo dục xây dựng chương trình giáo dục vệ sinh cho học sinh phổ thông, mẫu giáo nhà trẻ tạo thói quen giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh trong sinh hoạt và học tập. thì các bạn nhận diện cho được cơ quan nào chính là cơ quan Bộ Giáo Dục. À, như vậy à, phương án đúng là có nội dung đúng như trong tài liệu, phương án sai có nội dung sai với tài liệu và nội dung đó không có trong tài liệu. À, chúng ta không thể học thuộc được, vì thi trách nhiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình rồi. chúng ta dùng phương pháp tư duy, chúng ta ôn tập ở nhà sau dùng phương pháp tư duy là các bạn tính chọn ra được phương án đúng để giới thiệu với các bạn như vậy cái phương pháp tư duy quan trọng lắm à, tránh trường hợp học thuộc học vẹt vì các bạn học thuộc học vẹt không giải quyết được các bạn tìm được một file câu hỏi trách nhiệm rất dài phải út các bạn học cũng không giải quyết được vì sao vì nó không rơi vào đó là các bạn bó tay chống à, và à, các bạn không hiểu được nội dung đấy cho nên là các bạn nên học theo cái phương pháp hiểu nội dung à, phần mềm của thầy đáp ứng được cho các bạn học theo phương pháp đó. Các bạn muốn học lại cái mục này hoặc học cái mục khác, các bạn kích chuột vào một la mã này thì nó quay lui lại để các bạn học các mục khác. À, các bạn cứ học lần lượt từng tài liệu. À, để kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn làm thế nào? Các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người nhân nút trái thì nó xuất hiện cái chữ thoát để các bạn thoát ra khỏi phần mềm. À, sau đó các bạn chỉ vào dấu chéo cửa sổ tắt. À, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học tài liệu là như vậy rất ngắn được thời gian à, và à, tài liệu sẽ được phân giá làm, làm nhiều ý mỗi một ý là một câu hỏi trắc nghiệm để giải quyết ý đó căn cứ vào đâu thì như vậy là các bạn sẽ à, tiết kiệm được thời gian và học các bạn hiểu sâu được vấn đề à, các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình à, chúc các bạn thành công